Lại là Lý đây, hôm nay Lý sẽ cho mọi người coi một miếng đất cách mặt tiền đường chỉ 50m. Chỉ là đường đất đỏ nhưng ô tô vào tận nơi. Vị trí nằm ở Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Với mặt tiền khá rộng khoảng 8m. Từ vị trí cây cột tai Lý chỉ kéo dài qua đây ngang 8 và sâu xuống hết đất khoảng 40m. Phía sau đất còn có một cái ao để nuôi các loại cá, nhưng Lý sẽ dự định lắp luôn cái ao này. Có thể các bạn nhìn miếng này nó xấu xấu, bẩn bẩn, nhưng đối với Lý, sau khi san lấp, miếng đất này cực kỳ đẹp. Tới đây là công đoạn đo đạc kiểm tra thì phát hiện ra một điểm. Như Lý vừa nói, cái ao là của mình. Tiếp đến là bờ rào và qua đất của người ta. Thế nhưng cái vị trí bắn móc tọa độ cuối cùng, đây chỗ cây đen cắm tọa độ, cái móc của mình lại nằm bên đất người ta. Điều đó có nghĩa là người ta đang lấn đất mình và miếng đất này rơi vào trạng thái tranh chấp. Lên máy tính đo thì miếng đất này nó lấn hết 88,5m² trên tổng diện tích 420m² của Lý. Và vì nó rơi vào trạng thái tranh chấp cho nên bên Lý không làm việc. Và đây là kết quả cuối ngày. Bữa giờ đi tìm đất Tây Ninh nhưng chưa tìm được lô nào.